비추고 Người ta thường thấy nhận đến kim cương, điện thoại nhát kim cương, ô tô khảm kim cương, nhưng chắc chắn chưa bao giờ thấy máy bay phủ kim cương cả. Thế nhưng vào ngày 4 tháng 12 vừa qua, hãng hàng không Emirates của Dubai đã khiến cộng đồng mạng bất ngờ và sốc khi đăng tải hình ảnh chiếc máy bay Boeing 777 nạm đầy kim cương. Hình ảnh chiếc máy bay lấp lánh trong ánh chiều tà không khỏi khiến người xem bất ngờ. Không nằm ngoài dự đoán, sau khi chiếc máy bay lộ diện, cư dân mạng đã vô cùng phấn khích, đua nhau đặt ra những câu hỏi, nghi vấn xung quanh chiếc Boeing 777 của hãng Emirates. Rất nhiều người dùng trên Twitter thắc mắc về chi phí của dự án và lịch trình bay của chiếc máy bay có 102 này để có thể tìm kiếm trên bầu trời. Những người hoài nghi lại thắc mắc về khả năng vận hành của siêu máy bay, không biết liệu với trọng lượng bổ sung từ số kim cương trên thì nó có thể cất cánh nổi hay không. Họ đã không sai khi nghi ngờ như thế, bởi đây chỉ là một tác phẩm nghệ thuật. Hãng hàng không Emirates đã khẳng định chắc chắn đó chỉ là một trong nhiều tác phẩm của nghệ sĩ tài năng Sarah Sakil mà thôi. Cô cựu nha sĩ là người có niềm đam mê bất tận với những vật lấp lánh, và cùng với tài năng của mình, Sarah đã biến những tấm hình mình chụp được thành những kiệt tác tráng lệ. Sau khi Sarah đăng bức hình lên mạng xã hội, hãng Emirates đã vô cùng ấn tượng và xin phép cô đăng lại lên chuyên trang của họ và không quên cảm ơn Sarah bằng cách nâng cấp chuyến bay cho cô. Trước phản ứng bán tính bán nghi của nhiều người, Sarah đã khiến họ thêm tò mò hơn bằng cách đăng thêm một ảnh chụp cận cảnh với dòng trạng thái: "Vâng, gần đây chiếc máy bay của tôi đã gây xôn xao nhiều. Để xác nhận xem nó có thật hay không, trước khi cất cánh, tôi đã chụp một bức ảnh khác chỉ để cho các bạn biết đó là thật." Ngoài chiếc máy bay kim cương trên, cô nàng còn biến hóa nhiều địa điểm nổi tiếng hay các vật nho nhỏ đơn giản khác trở nên lung linh và huyền ảo không kém. Pray for me. I was the black sheep of the flock.